Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Geneva năm 1954 đã chia cắt Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 của tỉnh Quảng Trị làm ranh giới. Cuộc phân ly của bao gia đình ở hai miền Nam Bắc tưởng rằng chỉ kéo dài 2 năm và kết thúc sau khi tổng tuyển cử, nhưng thực tế đã kéo dài hơn 20 năm. Chỉ cách một dòng sông, nhưng phải đến 20 năm, nhiều gia đình mới có được niềm vui đoàn tụ. Đã 50 năm trôi qua, nhưng câu chuyện về đám cưới đầu tiên, đón dâu qua cầu Hiền Lương sau 20 năm chia cắt Bắc Nam của ông Nghi và bà Hoa vẫn được nhắc đến như một minh chứng cho tình yêu thủy chung vượt qua sự tàn khốc của chiến tranh. Ông Nghi ở bờ Bắc sông Bến Hải, còn bà Hoa ở phía bờ Nam. Đất nước chia cắt, tình yêu của họ cũng bị chia xa suốt 20 năm. Mãi đến năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, hai người mới có đám cưới chính thức về chung một nhà. Yêu nhau mà lúc cưới được mà gặp nhau được rồi, bao giờ là gặp chia cắt mà về, chứ gặp lại mừng rỡ hạnh phúc biết bao. Suốt chiều dài lịch sử, cầu Hiền Lương là chứng nhân cho đoạn trường chia cắt đất nước trong suốt 7.000 ngày đằng đẵng. Những người gắn bó với Hiền Lương ngày nào, giờ người còn, người mất. Nhưng câu chuyện về họ sau 50 năm ngày Quảng Trị được giải phóng vẫn giống như một bản trường ca ngân mãi trong lòng người hiện tại. Như là chim bay là khóc nói rồi là mừng quá. Gặp nhau thì vui vẻ ôm ấp và hỏi han nhau. Đứa nào còn sống, đứa nào bị là thực dân nó đàn áp chết, nó chết trong bạn bè trong học sinh nó trưởng thành thôi. Lúc này là tôi trưởng thành. Giống như tất cả là 30 năm chiến tranh là đại bây giờ là thống nhất lại rồi là chúng một mối. Lá cờ chúng một màu, đưa cầu chúng một màu, thống nhất từ Bắc tới Nam thì rất là phấn khởi chúng vậy đó. Năm 1954, sau khi thất bại tại Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết. Theo hiệp định này, Việt Nam tạm thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 với sông Bến Hải làm giới tuyến tạm thời trong 2 năm 1954-1956. Sau đó, Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do, thống nhất đất nước. Theo Hiệp định Geneva, chính giữa của cây cầu cũng là ranh giới tạm thời giữa hai miền Bắc và Nam của Việt Nam. Thế nhưng, với ý đồ chia cắt Việt Nam lâu dài, chính quyền Ngô Đình Diệm dưới sự hậu thuẫn của Mỹ đã kiên quyết từ chối tổng tuyển cử. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên chỉ huy phó Công an Nhân dân vũ trang Vĩnh Linh, đã ghi lại chi tiết về cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân địa phương và những cuộc đọ sức không tiếng súng để giành lại hòa bình, thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh giữa trên giới tuyến là hàng ngày hàng giờ. Sau đó là hệ thống loa này là đấu nhau bằng trên miệng, đấu nhau bằng súng, đấu nhau bằng tình cảm. Trên cái giới tuyến là căng thẳng. Thì cho nên cầu Hiền Lương thì thực tế mà nói là qua là hai miền, nhưng mà do cái căng thẳng nơi cho nên cuối cùng cầu Hiền Lương phải chia đôi cái cầu ra. Đã tròn 50 năm từ ngày đôi bờ Bắc Nam quy về một giải, cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau của 20 năm chia cắt đất nước, đồng thời cũng là biểu tượng cho niềm vui đoàn tụ và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông.